bắn xong cái phía bển nhìn khói nó trắng nhách luôn. Anh vừa khai tên hoa của Mỹ U Lu Sen Trai Sẻ Lu, bấm quay mà quên quên nhấn nút quay cả nhà. Đây là ở đây tối vui lắm cả nhà ơi. Mấy dì chồng của Nguyên á lên KL muốn hết rồi, còn mấy em chồng của Nguyên cũng lên KL. Nguyên á, thì Nguyên với chồng Nguyên thì ngày mai ngày mốt mới lên KL á cả nhà. Liêu dơ hơi cho cơm à, hào sen sủy cùa tới chiều chăn hỉnh hầu hơn. Bu tồn một ao quỷ bu tồn cha nó hào sen chiều sữa chiều hay sữa cha nó liền. Ừ, hơi khổ hỉnh hầu hơn. Ừ, chỗ em mại tao sen chai thôi mà. Nguyên hỏi gì chồng Nguyên uống cái này không, ngon lắm. Tha chiều chi chiều ý tiện tiệm mà nào, hào hơn á. À? Ừ, hãy dù cha bên chủ á. À, phiến cùa chăng đó. Ừ, hào hơn. Thôi. Ồ. Rượu cả nhà, rượu này rượu trái cây uống không có sai. Uống cái này ngon lắm. Bữa chồng Nguyên mua cái Nguyên tưởng đâu là uống sợ sai á, Nguyên không dám uống, cái Nguyên uống thử thấy ngon quá. Nãy rượu gì Sáu Nguyên uống, bị gì Sáu Nguyên nói để tối nay đi đánh bài à. Tối nay kiểu như đánh bài, kiểu như chơi bạc chược cả nhà. Rồi uống, gia đình chồng Nguyên thì mỗi năm á, anh em, mấy dì chồng, dì cháu, cô, chú, bác xúm lại chơi bài, chơi ai ăn á, thì sáng hôm sau người đó đãi Nguyên gia đình ăn. Kiểu như đánh cho vui á cả nhà, chứ không phải đánh ăn, chứ không phải đánh kiểu như đánh ghiền nha. Đang quay cái điện thoại nó rớt xuống, uống miếng rượu, uống con miếng mà cái mặt nó đỏ đỏ nè cả nhà thấy không? Nó có mùi rượu, nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. À, hồi bữa Nguyên có chụp lên cái tab cộng đồng á, đăng cái loại rượu này nè, rượu kiểu như rượu trái cây cả nhà. Đó, cả nhà mua uống thử nha. Chồng Nguyên nói là một chai như vậy hình như có 6 đồng, mà 6 đồng là cỡ 33 ngàn tiền Việt Nam mà cả nhà, rẻ chứ không có mắc. Giờ này ít ai đốt pháo bông là bữa nay gần hết Tết rồi. Gần hết Tết rồi cho nên ít ai đốt. Đây là cái hẻm, cái đường nhà mình nè cả nhà. Ôi, để Nguyên đảo một vòng cho cả nhà xem. Con chó dẫn đường Nguyên kìa. Ngoan lắm á, thấy vậy chứ ngoan lắm luôn á. Nghe lời lắm luôn á cả nhà. Ông đi theo Nguyên kìa. Đi, cho bé nè. Xí nào đi. Mới khen ngoan cái đợp luôn á, cái ông lủi vô chổng không biết lủi chi. Ba chiếc xe của dì chồng Nguyên, của chồng Nguyên rồi của dì không á. Đây là con hẻm. Ông Tết ở đây người ta đốt pháo bông. Mùng 1 thì người ta đốt nhiều lắm. Bữa nay người ta đốt ít rồi đó. Đó, đa số là người ta ở nhà không à, ít đi chơi đó. Ở nhà gia đình thấy đóng cửa vậy chứ ở nhà. Ê, xin nã đi. Thấy đóng cửa vậy chứ ở trong nhà người ta ăn uống ở trong nhà.
Trời ơi, chó cha nội ơi. Sợ. Thôi đi vô, đi vô. Tết mà bị cho dí. Tết mà bị cho dí chắc xui dữ à. Thôi đi về à. Đáng lẽ hồi chiều là Nguyên Nguyên đi rồi đó. Cái Nguyên không ở không. Đi mua đồ. Chuẩn bị đồ. Mua cho ông cậu lớn, cậu cả. Mua đồ tại cậu cậu của chồng Nguyên á. Rồi, cậu của chồng Nguyên lớn tuổi rồi đó nha. Rồi có hai chồng mà với đứa con, mà kiểu như con của cậu Nguyên á giờ đi làm xa không có gì được á, không có gì được, với lại đi khai trương ở trong công ty làm mà đó, cho nên đi làm mà cái hai chồng Nguyên với lại mấy dì đi qua bển cúng Tết, rồi sẵn mua đi đi chợ đi siêu thị mua đồ gửi cho cậu á cả nhà. Đó cả nhà thấy không, đốt pháo mà dạng như pháo dây á, sao pháo dây dài á, có đó khói không à, bụi không à. Nguyên thì Nguyên thích pháo bông mà. Pháo bông thì nó mắc tiền nha, pháo bông thì nó mắc tiền hơn. Chó nhà Nguyên kìa. Đố pháo bông cái ông sợ ông ngồi giữa đường vậy đó, ngày nào cũng canh hết đó. Có thể là xe nào mà vô nghe xe lạ hay là nó quen nó biết hết á, xe lạ cái nó sủa chỉ lại sơ kìa, nói xe cái ông chạy kìa, xe vô xe chạy ngang cả nhà ơi. Thôi Nguyên đi vô, Nguyên đi vô. Ở ngoài sau á thì em chồng Nguyên với lại chồng Nguyên mấy người này đang ăn cơm. Ủa chồng Nguyên ăn xong rồi cả nhà. Em chồng với lại cậu đang ăn cơm. Em bà con á cả nhà. Đây là đốt pháo bông ở ngoài sau nhà Nguyên á cả nhà. Ở ngoài sau thì thấy rõ hơn, nhưng mà Nguyên mà chạy ra tới ngoài sau đó là hết pháo bông luôn rồi đó. Rồi đó thấy không, Nguyên mà chạy ra ngoài sau là hết pháo bông. Ba chồng của Nguyên ngồi đây ngồi coi pháo bông ở trong á. Bây giờ là 3:30 đêm rồi. Hồi nãy á, Nguyên gia đình chồng Nguyên á, ngồi chơi đánh bạc trược. Nguyên á, Nguyên không có biết chơi ở cả nhà, cái Nguyên ngồi Nguyên ngủ luôn. Nguyên ngủ nó mà giờ 3 giờ đêm rồi đó. Mình ta về hết rồi, Nguyên không có hay. Cái chồng Nguyên lôi cái niệm ra ngủ, niệm hơi á cả nhà. Chồng Nguyên mua cái niệm hơi trên sàn Lazada đó để ngủ á cho đỡ đau lưng á, chứ ngủ trong phòng không có máy lạnh á, nóng như lắm chịu không nổi đó. Ngủ qua đây nè mà người ta gì hết trơn à, Nguyên đâu có hay đâu. Cái ba chồng Nguyên ra đóng cửa Nguyên mới hay là người ta về hết rồi. Em chồng Nguyên thì về nhà ngủ rồi.